Trường hợp bệnh cúm đang gia tăng, tin từ Boston. Số lượng dân chúng bị mắc phải cảm cúm trong một số thành phố tại Hoa Kỳ gần như 10 lần, cao hơn so với số lượng cùng thời điểm trong năm ngoái. Tại thành phố Boston, quan chức đã tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp và sẽ bắt đầu cung cấp chích ngừa cảm cúm miễn phí. Quan chức y tế nói rằng mùa cảm cúm thường được bắt đầu trong tháng 12, nhưng năm nay đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2012. Loại siêu vi khuẩn H3N2 là loại siêu vi khuẩn cúm phổ biến trong năm nay và cũng là loại tạo ra bệnh nặng nhất là đối với những người dân cao niên. Hầu như bệnh viện trên toàn quốc Hoa Kỳ đã không còn chỗ để chứa bệnh nhân và một số bệnh viện đã phải ngưng không nhận bệnh nhân cảm cúm. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Hoa Kỳ đã ra khuyến cáo tất cả từ 6 tháng tuổi nên đi chích ngừa.